Vâng, thưa quý vị và các bạn, mối quan hệ Nga-Triều đã được thiết lập cách đây hơn 70 năm. Trải qua những thăng trầm lịch sử, mối quan hệ hai nước tuy có không ít biến động, nhưng tự chung lại thì vẫn đạt được nhiều tiến triển sâu sắc. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những điểm nổi bật trong quan hệ của hai quốc gia này. Ngày 12 tháng 10 năm 1948, Liên bang Xô Viết và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 1949, nhà lãnh đạo Triều Tiên lúc bấy giờ là Kim Il-sung đến thăm Liên Xô và có cuộc hội đàm với người đứng đầu Liên bang Xô Viết Joseph Stalin. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Liên bang Nga đã kế thừa mối quan hệ thân thiết với Triều Tiên. Moscow là nước tài trợ nhân đạo chính cho Bình Nhưỡng khi Triều Tiên bị nạn đói tấn công vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Tháng 7 năm 2000, sau khi ông Vladimir Putin nhậm chức Tổng thống Nga, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử quan hệ Nga-Triều đã diễn ra tại Bình Nhưỡng. Tháng 5 năm 2014, Nga và Triều Tiên nhất trí sử dụng đồng rúp để thanh toán mọi giao dịch buôn bán giữa hai nước. Cùng năm này, Nga cũng chính thức xóa tới 90% khoản tiền 11 tỷ đô la Mỹ mà Triều Tiên nợ Nga từ thời Liên Xô. Kim ngạch mậu dịch giữa hai nước hiện là 34 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 56% trong năm 2018 do các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Triều Tiên. Giới quan sát đánh giá rằng hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều sẽ mang đến cơ hội quan trọng cho cả Bình Nhưỡng và Moscow để thúc đẩy các lợi ích riêng lẫn lợi ích chung của hai nước. Xoay quanh vấn đề này, nhà báo Tâm Hằng, thường trú phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Anna Kireva, phó giáo sư khoa nghiên cứu phương Đông, Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow. Xin chào bà, cảm ơn bà đã nhận lời phỏng vấn của truyền hình Thông tấn. Câu đầu tiên, xin bà có thể khái quát về bối cảnh thế giới khi cuộc gặp Nga-Triều diễn ra. Chuyến thăm diễn ra sau khi thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội không đạt được thỏa thuận, song vẫn có ý nghĩa quan trọng vì nó cho thấy hai bên sẵn sàng đàm phán, có nguyện vọng thực hiện các thỏa thuận. Cả Mỹ lẫn Triều Tiên đều không nói là không đàm phán. Điều đáng bàn là điều kiện, khả năng tiến hành đối thoại và phi hạt nhân hóa từng bước. Bằng chứng là phát biểu của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước Hội đồng Nhân dân tối cao của Mỹ rằng cần phải đưa ra những đề xuất cụ thể hơn để giải quyết từng bước vấn đề, thực chất là kế hoạch hành động để đổi lấy hành động. Theo bà nhận định, chuyến thăm chính thức Nga của Chủ tịch Triều Tiên có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ hai nước? Đây là cuộc gặp lần đầu tiên giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Vladimir Putin kể từ khi ông Kim nhậm chức năm 2011. Do đó, cuộc gặp tới đây tại Vladivostok sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên đang cần có những xung động mới để phát triển quan hệ song phương trong điều kiện mới. Quan hệ kinh tế giữa Nga và Triều Tiên đang gặp khó khăn do biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đã giảm mạnh chỉ còn 34 triệu đô la Mỹ. Lần này, hai bên cần phải thảo luận các phương án hợp tác mà không vi phạm án phạt, ví dụ như thương mại hàng đổi hàng không qua giao dịch ở ngân hàng. Nga cũng rất quan tâm đến dự án ba bên Nga, Hàn Quốc và Triều Tiên trong lĩnh vực giao thông, cung ứng dự án ba bên với sự tham gia của Trung Quốc trong lĩnh vực xuất khẩu than. Bà đánh giá như thế nào về nhân tố quan hệ song phương Nga-Trung, Nga-Mỹ trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên? Cho dù quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh, song hai nước vẫn duy trì hợp tác ở một số vấn đề như Syria ở Trung Đông và vấn đề bán đảo Triều Tiên. Nếu như vấn đề Syria, quan điểm hai bên chủ yếu là xung đột lẫn nhau, thì về Triều Tiên, hai nước lại có nhiều điểm nhất trí. Đó là quan điểm về phi hạt nhân hóa. Và ở đây, hợp tác Nga-Mỹ rất quan trọng trong từng giai đoạn chiến lược của tiến trình phi hạt nhân. Có thể thấy rõ rằng tất cả các bên có liên quan hiện đang theo dõi sát sao những động thái của Nga và Triều Tiên. Trước khi quay trở lại với các tin tức thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi dư luận thế giới đánh giá như thế nào về hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều lần này. Trong bài viết mới đây của hãng tin Yonhap Hàn Quốc, tác giả nhận định hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều đánh dấu cuộc gặp hai nước đầu tiên sau 8 năm và cũng là cuộc gặp ngoài nước ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội. Đây sẽ là cơ hội để Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định vai trò của Moscow trong giải quyết vấn đề Triều Tiên. Cùng với nội dung trên, tờ báo Thanh niên Trung Quốc đã cho biết hội nghị lần này chủ yếu sẽ bàn về phát triển quan hệ song phương giữa hai nước và giải quyết các vấn đề trong khu vực. Trong nửa đầu năm 2019, Nga và Triều Tiên đã bắt đầu tăng cường hợp tác và giao lưu bằng việc trao đổi các phái đoàn, hy vọng sẽ là chất xúc tác cho hội nghị thượng đỉnh lần này. Nhật báo Nikkei đăng bài báo với tựa đề "Cuộc gặp cấp cao Nga-Triều có thể bàn về việc Nhật Bản triển khai hệ thống tên lửa tấn công". Trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Triều đình đốn, việc Moscow đón tiếp trọng thị nhà lãnh đạo Triều Tiên và Bình Nhưỡng nhận được sự hợp tác và ủng hộ của Nga hướng đến việc phi hạt nhân hóa từng bước và cắt giảm các lệnh trừng phạt là muốn gửi đi thông điệp nhắc nhở đến chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
truyền thông Mỹ và quốc tế đều đang tập trung sự chú ý vào hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều với mục tiêu chung phi hạt nhân hóa hoàn toàn, không thể đảo ngược và được kiểm chứng của Triều Tiên. Cam kết phi hạt nhân hóa của Chủ tịch Kim Jong-un là điều mà thế giới mong chờ, mang lại hòa bình lâu dài cho bán đảo.